Suy niệm lời Chúa thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2023 tuần 23 mùa thường niên Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Phúc cho những kẻ nghèo khó, khốn cho các ngươi là kẻ giàu có. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói, phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng vì như thế. Phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Đó là lời Chúa. Suy niệm một học sinh nghèo trả lại chiếc bóp lượm được. Một giáo viên kiên trì theo đuổi nghề giáo, một cán bộ về hưu trong cảnh thanh bạch, một bạn nữ bỏ chỗ làm có thu nhập cao, một nhân viên từ chối những đồng tiền hối lộ, giữa cuộc sống khó khăn, vẫn có bao người không bị mê hoặc bởi bạc tiền. Họ chọn sống trong cảnh nghèo, làm lũ hơn, nhưng vui hơn và thanh thản hơn. Vẫn có bao người nếm được mối phúc của tin mừng. Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì nước trời là của anh em. Người đời thường coi hạnh phúc bắt nguồn từ giàu sang, no đủ từ danh thơm tiếng tốt. Đức Giêsu đưa chúng ta đi vào một thế giới khác với lối đánh giá khác làm chúng ta ngỡ ngàng. Ngài cho các môn đệ của Ngài biết rằng họ là những người có phúc khi phải chịu nghèo đói, đau khổ, bách hại vì Ngài. Nước trời đã thuộc về họ từ đây và hạnh phúc sẽ trọn vẹn trong ngày sau hết. Đức Giêsu đã sống những mối phúc trước chúng ta. Ngài là một người thợ thủ công nghèo. Ngài biết đến sự dày vò của cơn đói. Ngài đã từng nhỏ lệ trước thành Jerusalem và đã chịu mọi khổ hình cho đến chết. Nhưng Đức Giêsu là con người hạnh phúc vì biết mình luôn sống cho Cha và con người. Chúng ta cần có kinh nghiệm của Đức Giêsu, nghèo của cải mà thật giàu nước Thiên Chúa. Đức Giêsu chúc phúc cho những môn đệ nghèo của Ngài. Nhưng Ngài không ca ngợi sự bần cùng, lạc hậu. Cả cuộc đời Ngài là một hành vi cúi xuống để nâng dậy những ai nghèo sức khỏe, nghèo niềm vui. Hôm nay Ngài muốn chúng ta đến với khu lao động, với lớp học tình thương, xóa đi cái nghèo tri thức, nghèo những ước mơ cao cả. Sự no đủ và niềm vui phải bắt đầu từ đời này. Ước gì chúng ta sống như Đức Kitô, tự nguyện trở nên nghèo hơn để làm giàu cho người khác. 2 Cor 8:9. Cầu nguyện, lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy những người nghèo ở quanh con, ở trong gia đình con, đang cần đến con. Bất cứ ai cần đến con đều là người nghèo, xin cho con thấy Chúa trong họ. Dần dần con hiểu rằng cả người giàu cũng nghèo, nghèo vì cần thấy đời họ có ý nghĩa. Dần dần con chấp nhận rằng cả bản thân mình cũng nghèo và cần đến người khác. Lắm khi con cần một nụ cười, một ánh mắt, một lời thăm hỏi đỡ nâng. Cảm ơn Chúa vì đã dựng nên chúng con ai cũng nghèo về một mặt nào đó, ai cũng cần đến người khác. Như thế là chúng con được mời gọi sống cho nhau, làm cho nhau thêm giàu có. Cảm ơn Chúa vì Chúa cũng nghèo, vì Chúa rất cần đến chúng con để hoàn thành công trình cứu độ. Xin cho con khiêm tốn nhận mình nghèo để nhận lãnh, can đảm nhận mình giàu để hiến trao. Amen.